một cái trái tim ấm áp với nhau mà người ta hành hạ một cách không còn gì để nói nữa, hành hạ một cái gì cũng hành hạ, cái gì cũng vật dụng gì cũng đưa vô người đứa bé để hành hạ, là cái này là không còn nhân từ gì để nói nữa. Cho nên em muốn là một là bà mẹ này phải tử hình, hai là ông bố phải chung thân thì mới đúng theo luật, và tụi em mới tội nguyện. Cái người cha đỡ vô tâm mà để cho cái người nhân tình hại chết con người của mình thì em cũng rất là phẫn nộ, thì em cũng rất mong là cơ quan chức năng sẽ xử nghiêm cái vụ án này thật là nghiêm khắc. Em chỉ muốn nói chung là chỉ muốn luật pháp phải xử nghiêm minh vụ này để răn đe những người sau này đừng bao giờ bạo hành trẻ em. Quyền trẻ em cần được phải nâng cao hơn trong đất nước của mình để cho những cái vụ án này không còn xảy ra lần nữa, tại vì nó quá là bức xúc trong lòng người dân rồi, và nó đã chạy qua hơn một năm từ cái ngày xảy ra vụ việc. Thì em mong là những người có thẩm quyền có thể xử theo đúng luật, và những người thân của cháu bé có thể nguôi ngoai được một chút gì đó, để có thể nguôi ngoai được một chút, nếu mà nhà nước có thể hỗ trợ để họ có xử theo đúng luật thì họ sẽ đỡ cảm thấy bị oan ức hơn.